Rồi, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải em ơi. Và ngày hôm nay thì sau khi lên được mùa ăn bang 7 ngày thì Khải cũng cố gắng tay tí và cũng như là mang lại sẽ đồ khác như năm. Đỡ lấy hưởng chót như thủ lý nha. Cái áo này thì vứt ra này mà, tại vì mang sẽ ăn bang thì cái áo này còn như cũng không có tác dụng gì cả. Khải sẽ lấy ra ngồi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng lên đảo để thay đổi đồ nha. Rồi. Nói chung thì cũng vẫn giữ với hiệu ứng là sức mạnh vẫn đến 12 thôi. Chủ yếu là thay cái áo này vào được mà. Chủ yếu thay áo này vào. Thay áo này vào thì biết là nên giảm sức mạnh thôi. Thì mình giảm xuống cấp 1 luôn đi. Đúng không? Đúng luôn, đúng rồi. Bây giờ thì Khải không còn lên đảo đây mà. À cũng không được. Tại vì Khải phải tháo cái này ra. Ok thôi, phải lên đảo đi. Kiểu phải lên đảo. Ok. Phải lấy tinh hồng rồi. Phải cái chiếc lên đảo. Vì phải tháo đôi giày ra, phải đưa vào bên anh Thành mình đợi chút. Ok anh em ơi, đây về đôi giày cũ. Sức mạnh 52, anh em nhớ là sức mạnh 52 đỡ thở thi bao tay chón sang họ ra vào liên tục nha. Đỡ khi nào đá tống kim thì sẽ mang 80 chón, còn khi nào đi bơ can ngồi thì mang 40 chón thôi. Đó, thì Khải sẽ vẫn là như cũ nhưng mà sẽ thay áo đi vào. Rồi sức mạnh 52, ok, 7.10. Sức mạnh 52, 7.10. Rồi, xong. Rồi, xong sẽ đổ thôi. Đơn giản. Điều đang giỡn. Rồi, sau khi này 7.10 thì chọn được tay 7.5. Đây anh em à, cho anh em xem tổng quan là sẽ đổ này. Nói chung là đôi giày này á thì 15 với 21 của Khải á thì Khải mang thì nó cũng tương đối như nhau, đồng như nhau này mà. Rồi nó có thêm được hơn số của thủ lý. Trước Khải có ra bán hai đôi giày á thì Khải bán được đôi giày này thì không ai hỏi nhiều, mà nhiều người đem hỏi đôi giày này nên đôi giày này Khải bán trả lại trong bang nè, bán lại cho nên trong bang xài nha. Trước có người trả Khải 3.8 nhưng mà Khải không bán, Khải bán trong bang 3.5, khoảng tầm hơn 50 kim. 50 kim bảo bán với cái giá hữu nghị nên trong bang Khải khá rẻ này mà. Đôi giày khá đẹp, bán có khoảng 50 kim nhưng bảo một kim là 65.000 vậy này. Rồi ok này, bây giờ thì tổng quan sẽ đồ anh em thì đỡ thông báo là anh em rõ hơn thì đỡ thấy ra khi vào thì cái bao tay họ của Khải đây anh em. Khải những mang có thể là Khải sẽ mang chón 40 kháng họ 24 chón 30, cũng có thể là mang 13-40, tại vì nhưng mà Khải thích là 13-40 hơn em, tại vì 13-40 nó sẽ đạt mốc 80 chón rồi nè. Đó, hiện tại Khải sẽ lấy hai nhân dụng cốt ra test cho anh em xem. Đó, với hướng này á thì khi đấu bóng kim thì Khải có thể thay bao tay này vào thì Khải sẽ có được hiệu ứng là 80 chón nữa từ cái áo và bao tay, còn lại 80 điểm chọn đó. Xí nữa Khải sẽ đánh theo kiểu đó để đánh tống kim đó, bởi vì ăn bang rồi nè, sử dụng được tuần rồi em ạ. Rồi cái set ăn bang này Khải mua là 900k 11 kim, còn 800k với 11 kim. Rồi giờ đỡ thay cái bao tay này vào cho anh em hiểu hơn, thì thay bao tay này vào được Khải tăng thêm xíu thân pháp để cho nó lên sức mạnh cho đủ như nè, chắc là thiếu khoảng 10 điểm thân pháp rồi đó. Nó Khải kết đúng trong sức mạnh rồi nè. Đó, vô đây này vào. Đó, vậy thôi. Xong rồi test này vào. Đăng băng vào. Rồi. Ok, lượng kháng họ lên 75+1. Ừ. Nếu mà mang kiểu này thì 80 chọn 80 chọn, kháng họ 75+1. Úi trời. Kháng họ vài đái thì tại vì hai món kháng họ nữa. Đó. Ghê chưa? Rồi chỗ này Khải sẽ tăng thêm 10 điểm nữa để cho nó tròn lại một tay một tí. Rồi, ok, còn đặt phương trình khế như nè. Máu của Khải được 3.5, chưa dòng Evan. Còn nếu có dòng Evan thì mất Khải được 3.7. Đó. Thầy mang lại cái đồ tính là đi xếp đăng băng máu hơi ít nha. Vừa xếp hiệp cốt máu Khải đến 4k lần nè. Cả dòng Evan thì mất đi thì còn 3.8. Cái này còn 3.5 à. Nhưng mà ok. Rồi ok. Đó, nếu mang vào tay này vào phòng thủ được 75 nè, tại vì Khải mất kháng cả từ năm của cái mặt nạ đó, chứ nếu có thì Khải phòng thủ tròn 75 đúng không? Đó là hướng là full phòng thủ lý, một món kháng họ chón thì chỉ được 40 chón thôi nè, thì bơ can ngồi thì ok luôn nè. Rồi ok, xuống đảo này em ơi, quá đẹp rồi. Bây giờ đánh tung kim thì Khải sẽ mang chón vào nhà nè, đi đánh tung kim cho anh em xem nha. Ngày hôm nay không có đầu tư khi không được vì mua không ai bán nè, nên bây giờ Khải sẽ đánh tung kim với cái hướng là rồi, okay. 80 chọn đi tung kim, kháng họ 75+1. Có hai cái này à?
Nhưng mà đôi giày này đi mà khó phải giao cho anh Thành được. Anh Thành chưa như ý mua lại nha nè. Ok chưa? Rồi ok. Rồi, rồi. Đánh một chọn, đánh một chọn. Đánh tung kiên thì hơi thiệt tí nè, mất đi khoảng mười mấy phòng thủ được ở bao tây. Lấy trong xù rồi. Mở khó rồi nha. Rồi. Giờ chúng ta rồi, ok, mình vô Tống Kim nha, đã Khải đi làm Elite nha. Hello anh em mới vô nha. Hello mọi người, hiện tại video này Khải sẽ up lên trên kênh như anh em ủng hộ chơi nha anh em. Cảm ơn em đã theo dõi video, đừng quên để lại cho Khải luôn luôn một like chia sẻ ủng hộ chơi nha. Cảm ơn tất cả anh em. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha mọi người. Ok. Bây giờ thì Khải vừa vụ lắc Tống Kim và anh em chiến Tống Kim nha. Tống Kim. Không biết đi bên nào nhưng mà cứ mua sẵn đi. Rồi thì lắc lũng thiếu gì mua luôn. Lắc lũng thiếu gì đây. Đại là cái phòng ngự có nè, độc sát có nè, phòng ngự có, độc sát có nè, phi tốc ngoại lực không có luôn. Rồi ta sẽ bỏ mấy trăm xu mua phi tốc ngoại lực, 400 xu được hai quan mười mười muốn chuyện đó. Còn chỗ nào rồi, ok. Đột trước thì Quân Đông Kim đỡ Khải tranh thủ úp hai cái video lên em, tại vì Khải đang làm video tại quán net á, nên là nếu mà không úp kịp thì 10 giờ em nó khó gọi là mất hai video của Khải em. Ok, Khải úp lên cái nha. Rồi không gì hơn thì Khải đi mua lát rồi. Anh em đợi Khải và Tống Kim quẩy với đường cơ bản chơi nha anh em. Đúng rồi. Đói quá, bán đôi giày còn đôi giày cũ nè em. Bán hai đôi giày mà không ai mua đôi giày thường nên là thôi, bán đôi giày kia đi, mình lấy ít kia mình làm giả táo bạc anh em ơi. Rồi xong hai cái. Rồi lắc đã. Đầu tiên là lắc độc có độc 18 mình sẽ mua thêm 17 cục nữa là 35 cục. Ê, lắc cái nó còn 35 cục. Ủa, để cho nó tu mà. À là ok. Rồi 35 cục này. Phòng ngự nè. Vậy sẽ là 35 cục. Ngày mai 22 tháng 6 sẽ chính thức gộp server nha mọi người. 35 nè, 35 phòng ngự nè. Được kháng hỏa mình nhiều rồi, hôm nay mình không còn mang kháng hỏa nữa mà. Mình mang 34 kháng lôi. Đọc cho nó sướng. 34 sinh lực. Tất cả mọi thứ là 35 cục mỗi loại. Một cái cục. Lắp.